Vâng, xin chào bà con. Nhà cụ ông đây bán cây đàn này SX700 với cả bến xong. Cây đàn này được cài xăm gốc TD2023. Đấy. Đã được setup EQI đầy đủ. Đấy. Hình thức cây đàn thì đã đang review cho anh em xem đây. Anh em có muốn mua bán trao đổi thì mang suy nghĩ tới nhà cụ ông đây 520 Văn Trỗi thì trên Đà Nẵng nhé. Hỗ trợ trả góp. Đấy. Và đổi các dòng đàn thấp hơn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại 0355894472. Nhà cũ cũng đi 52 Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Đà Nẵng, gần quốc lộ 10, đi ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng nhé. Hỗ trợ trả góp.